quý các bạn thân mến, ngày hôm nay Manchester United sẽ có nhiệm vụ nhuộm đỏ sân Villa Park của các cầu thủ Aston Villa. Và liệu họ có thể làm được điều đó hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Một đường chuyền của Mata, giá đủ dài, nhảy múa, chơi điểm, tuyệt vời. 1-0 cho Manchester United. Khả năng trẻ, giá đủ dài, đã lên tiếng khai thông thế bế tắc trong khung thành. Và bây giờ những nỗ lực từ phía đội chủ nhà nhưng không thành công. Thêm một cơ hội nữa. Giờ một pha bắn chim rất đẹp mắt của tiền đạo bên phía Aston Villa. Một pha phạt góc. Đánh đâu? Và Sergio Romero đã khám phá thật xuất sắc. Một pha phân bóng sống rất hay. Rồi đi. Liệu có bàn thắng thứ hai không? Ôi không, anh đang làm cái gì vậy? Và tuy rằng Rooney đã bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc, nhưng dù sao nhiệm vụ nhuộm đỏ đã hoàn thành. Và chúng tôi xin phép được gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin cảm ơn.